Cảm giác của cô gái ra sao? Lạc trôi luôn, lạc trôi luôn. Cảm giác sao? Cảm giác thật là thú vị. Mọi người được một cơn động đất thật là đẹp tuyệt vời. Cơn động đất 8 rít tè, mém xíu tè luôn đó. Vũ hồn luôn. Tôi là cái diễn ăn theo. Ham vui phải không? Ờ. Hồi lúc đi vô trong chợ Vàng Châu kêu mua nón này đi, mua khăn này đi, rẻ dữ lắm. Không chịu. Đi vô đây thấy người ta ai cũng đeo khăn, bắt đầu mới đòi mua. Mắc ghiền. Mắc ghiền. Ai thấy ai đội cũng đẹp hết, mắc ghiền. Xong rồi mua cái khăn trong đây mắc hơn. Tính ra là cái khăn trong đây là 30 dirham. 30 dirham là gần 10 đô. Gần 10 đô Mỹ. Trong khi trong chợ Vàng bán có 5 đô không mua. Cái tội. Nó giỡn chứ. Là Ngọc Châu thấy, đi thấy, chỗ nào thấy, là rẻ. Thấy cũng nè. Rẻ. Ở trong đây cũng rẻ đó. Nó đòi tới 60 lần mà mình trả 30, mình trả phần nửa rồi. Trả phần nửa của người ta rồi. Khu du lịch mà. Thôi mới cho người ta giống tiền tiếp đi. Thì đó. Thôi nước ngập rồi. Lạ đời nè. Mà chưa, bữa giờ mưa mà chưa hết á. Chưa rút kịp luôn á, thấy không? Ở đây nó không có cống thoát nước ha. Đây nó không cử mấy cô gái ra tát nước vô tưới cây. Đó, bắt đầu là xe nó sẽ đưa mình đi vô cái cung đường sa mạc. Chuẩn bị lắc nha. Chuẩn bị lắc. Đó, thì hoàng hôn bắt đầu xuống xuống thấy không? Thấy chưa, nó màu sụp tối lắm á. Dubai hơn là đi ngay cái mùa này, khí hậu rất là mát mẻ, mình mới dám vô sa mạc. Chứ mùa hè là cũng không dám vô đâu. Trải nghiệm thử coi cái cảm giác đi sa mạc nó như thế nào, cưỡi lạc đà nó như thế nào. Bây giờ chưa biết lạc đà sao, mới cái ngồi vô tao mà má nó méo 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 rồi đó. Lắc cà lắc cà lắc. Ừ. Xe đó nó leo dốc kìa, đi đèo. Ô, mở con chơi kìa. Rất là vui luôn. Ở đây rất là nhiều du khách cho nên là đông xe dễ sợ. Bánh xe cứng đâu đi được. Đó làm bánh bèo xèo lắm. Bè ngang. Đó quẹo rồi. Let's go. Let's go. Đứa nào đồng đội chúng tôi đó.
Cái clip này ai coi được thì sợ. Cái clip này ai coi với sợ.
Thôi chứ nó cũng vòng. Cái vòng nó cũng vòng. Nó chạy sao nó trở lên trên giữa đỉnh đồ cho mình thả cho mình chụp hình chứ. Đi là hết hoàng hôn mà đi. Không, cũng đi đường này luôn chú. Để đi ra. Dạ đi đường này đi ra hết chứ. Cô bác chúng ta xuống nào. À, ai uống nước lấy nước nha. Hai chai được rồi. Cảm giác sao? Cảm giác sao ạ? Còn hồn còn vía không? Trời ơi. Nó chạy sao á. Cảm giác sao? Cảm giác thật là thú vị. Mọi người được một cơn động đất thật là đẹp tuyệt vời. Cơn động đất 8 rít tè. Mém xíu tè luôn đó. Dạ, yeah, muốn đái quần. Thấy không? Nhưng mà dự đoán của đâu cái xe kia lái xe này xuống xanh mặt xanh mày. Ôi xa bia bi, ôi xa bia bi. Đó, anh này. Nó chạy giỏi chứ. Nó chạy giỏi mà nó phải có bằng. Đây là có bằng riêng chị. Họ phải thi riêng cái chân bằng lái trong đây. Có bằng, nó huấn luyện được. Đâu phải tự nhiên vậy đâu. Ờ, chứ đường mình chạy đâu được. Chạy mà muốn lật xe luôn á. Mấy cái khúc đó là nhìn vậy chứ nó thẳng lại hết. Hoặc là nên tay của Hi lúc nào nó gạt số á. Nó gạt số á. Nó gạt cho cái số nó nặng lại. Xe chạy vậy mà hư. Hú hồn luôn. Xe kinh doanh mà. Xe kinh doanh. Một giờ nó sẽ chặt mấy cặp đồ. Cái này nó xì bánh xe rồi, cái xe nó bớt rồi. Đây, diễn viên của Sa Mạc Tình Yêu đã xuất hiện. Ơi. Cảm giác của cô gái ra sao? Lạc trôi luôn, lạc trôi luôn. Muốn chỗ đẹp á. Muốn chỗ đấy họ quấn đẹp. Đó. Thấy không? Những cái váy dài vậy lên sa mạc đẹp lắm, em nói từ nhà mà. Châu em dặn lên cái này Châu. Này phải để rộng xuống chứ không phải để sát cổ vậy. Để xuống vậy nè. Nó quấn đẹp á. Đây. Mọi người ơi, bây giờ chúng ta đang đi sa mạc tình yêu đi. Tại vì quay mà em đi. Bỏ cái bóp ra, đừng có đeo bóp. Này diễn công thôi nha. Đó, đi cái hướng theo hoàng hôn nè. Hôm nay chúng ta đi cảm mà giác mạnh nè ha. Rồi từ từ. Nghĩ đi chân không đi đẹp hơn, đi trên cát này đi chân không nó sang hơn. Ừ. Đi ngơ đi cái này phải nào. Đó. Đúng rồi đó. Đúng rồi, về làm slow motion đẹp lắm. Đẹp lắm á, đẹp lắm. Đẹp lắm luôn á. Rồi, từ đó đi về cái hướng hoàng hôn bên đây nha. Từ đó đi ngược lại nha. Rồi, đi đây. Đi qua đây qua trái nè, đi qua trái nè. Rồi, cứ đi đi rồi đi lên luôn đi lên đỉnh luôn đi. Cứ đi lên đỉnh đi. Rồi. Cứ đứng đó nha, sau em lên xong rồi em sẽ quay vòng tròn đó nha. Dạ, đứng yên đó nha, em quay vòng tròn đó nha. Đúng rồi, chị
đi dọc cái đi. Đứng ở đây, anh chạy máy, đứng yên. Wow. Ông treo đi xuống dưới luôn à. Không, bà Ly giờ đi cái xuống đường thấy không có cỏ xanh luôn đẹp. Ừ, bây giờ chị chạy đó nha. Rồi nha, máy nha, chị chạy nha. Nói là đi bộ từ từ lên là đẹp đó. Ừ, đẹp. Còn hai người xuống đây bắt đầu chụp hình được rồi đó. Em mấy anh chị lên đây chụp nè, trên cái đỉnh đây nè, lên đỉnh đây mới đẹp. Cái chỗ này rất là đẹp luôn. Ủa này vô hộp chiếu thăng nè không? Rồi cứ đi lên nha, đi qua ống kính luôn nha. Rồi đi qua ống kính luôn. Ở trên đây quay chụp hình đẹp nè. Má má. Đẹp quá. Lại đi. Ba chụp một mình lắm nha. Giờ lên lại coi. Sao mình làm không được nha, ngộ quá ha. Thôi để mình làm theo cái kiểu này đi, làm lại đi. Rồi. Tôi lạnh lắm không? Không, lại chụp một cái rồi để nóng lên. Và chị nằm dài xuống luôn. Yêu nghệ thuật ghê. Sáng tạo nghệ thuật quá. Trời ơi coi này. Đó. Okay. Nhiếp ảnh gia với lại diễn viên này coi là trời ơi đẹp dễ sợ không à. Rồi cái này không đi con giữa xem đi con giữa cứ nắm vô nha, nắm chặt vô nha. Rồi mấy anh chị qua con tiếp theo kìa. Ok. Nhìn đi kia kia. Đây nhìn qua bên đây nè. Yeah. Đang quay. Đang đi lạch đà của cái tour celebrity. Rồi để nhìn wow. xí kìa. Look at xí. Okay, please look here. Hello, look at the camera. Nhìn em nè, nhìn em nè. Ôi dồi ôi. Thì hai châu thì nhìn thấy kia kìa. Quá vui, quá tuyệt vời. Thức là cưới lạc đà ở bên Dubai nha. Do Celebrity tổ chức nha các bạn. Cô thấy cô gái Dubai giờ lấy lạnh rồi. Ờ, lạnh rồi. Ủa cái chai rượu sáng mình còn có mang theo không?
đủ mình không được đem đi đây. Ừ. Và trong này nó bán rồi nên vậy. Không phụ. Bột bánh này nó có mùi. Trời ơi, ngồi đây có tiếng hồ nè trời ơi. Có con trâu được rồi. Thôi chứ. Dạ, cô gái kia đòi đi mạnh thì xong than thở. Và cô gái này đi nhẹ thì cũng than thở. Ổn quá hả? Không đủ phê. Trời ơi. Không đủ phê với cô ấy. Không đủ. Không có gì chứ. Có gì hết. Mình đi ra đường nghỉ. Mình đi ra đường nghỉ. Let's go.